北动物园算是一个台湾人常去的地方，尤其是在放假的时候，搭到捷运文湖线的最后一站台北动物园站，我们就抵达了。在台北动物园门口右边会有售票的机器，一进去就可以看到很大的广场，配上很多的观光客。里面有很多可爱的猫熊，很多种的鱼、大象、红鹤、绿鬣蜥、鳄鱼、经典的台湾黑熊、企鹅，还有很多很多可爱的动物们。Xin chào các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã xem qua video giới thiệu. Tiếp đến thì mình sẽ hướng dẫn các bạn một số từ vựng và mẫu câu trong bài này. Từ vựng đầu tiên của chúng ta là Thái Bể Tông U Yuan, Sở Thú Đài Bắc. Thái Bể Tông U Yuan, Sở Thú Đài Bắc. Thái Bể Tông U Yuan, Sở Thú Đài Bắc. Từ vựng thứ hai của chúng ta là Mao Xiong Gấu Trúc. Mao Xiong Gấu Trúc. Mao Xiong Gấu Trúc. Từ vựng thứ ba của chúng ta là chi ứa, chim cánh cụt. Chi ứa, chim cánh cụt. Chi ứa, chim cánh cụt. Tiếp đến mình sẽ giới thiệu một số mẫu câu trong bài này. Mẫu câu đầu tiên của chúng ta là 我今天要去台北动物园看企鹅. Mình hôm nay sẽ đến sở thú Đài Bắc xem chim cánh cụt. 我今天要去台北动物园看企鹅. Mình hôm nay sẽ đến sở thú Đài Bắc xem chim cánh cụt. Mẫu câu thứ hai của chúng ta là 那只猫熊正在吃竹子. Chú gấu trúc kia đang gặm tre. 那只猫熊正在吃竹子. Chú gấu trúc kia đang gặm tre. Chuyên mục của chúng ta đến đây là kết thúc. Quý vị khán giả nhớ về ôn tập lại nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những chuyên mục tiếp theo. Bye bye!